Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món trứng cút xào me nha. Món này là do các em trong topic của mình yêu cầu và mình sẽ thực hiện dần dần các yêu cầu của các em. Tuy nhiên là không thể thực hiện hết được ngay trong một lúc. Và mình chúc các em sẽ nấu ăn thật ngon và học giỏi nha. Nguyên liệu mà các bạn cần để chuẩn bị gồm có 20 quả trứng cút lộn, một thìa me, tỏi bằm và rau răm nha. Trứng cút lộn sau khi mà các bạn đã luộc chín thì chúng ta sẽ bóc vỏ ra nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chiên qua bột chiên xù thì ăn sẽ ngon hơn các bạn ạ. Các bạn chiên vàng trứng, sau đó thì các bạn dùng một thìa me cộng với 50ml nước nóng để dằm me nhé. Lọc bỏ bã để chúng ta lấy nước đó chúng ta nấu thôi. Và các bạn hãy thực hiện như mình nha. Và đây là món trứng cút lộn xào me, thơm ngon và rất lạ miệng các bạn ạ. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công và nếu các bạn thấy thích video này, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.